Hôm nay Hiền đi cô vừa gì giới thiệu với các bạn và dẫn các bạn đi thăm thành phố Bắc Cạn và săn mây ở huyện Ba Bể. Được mệnh danh là một huyện có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Và đây đang là trung tâm của thành phố Bắc Cạn các bạn nhé, Vincom Plaza, BIDV Bắc Cạn, khách sạn Bắc Cạn, Bưu điện Việt Nam Bắc Cạn. Đây là tuyến đường rộng nhất và đẹp nhất nằm ở trung tâm thành phố Bắc Cạn. Đấy, phố núi Bắc Cạn đây các bạn. Suốt thì Cũng rất nhiều xe hơi chứ, đùa đâu. Thành phố Bắc Cạn giờ xe hơi cũng lầy đường ấy. Có thua kém gì những thành phố ở dưới đồng bằng đâu. Hyundai này, Toyota này, Suzuki này, Mazda này, Nissan này, Chevrolet này, đủ các loại luôn, Ford này, rất nhiều. Đó, trung tâm này. Đây là trung tâm thành phố Bắc Cạn. Đường Trường Chinh là con đường đẹp nhất, rộng nhất và huyết mạch nhất của thành phố Bắc Cạn. Mình đang đi trên đường Trường Chinh. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Cạn. Khách sạn này, trung tâm hành chính ở đây hết. Đây là điểm cuối của con đường Trường Chinh, chuẩn bị sang đường khác rồi. Tỉnh đội Bắc Cạn cũng nằm ở đây cả này. Và bây giờ chúng ta đang trên đường đèo để đi lên săn mây ở huyện Ba Bể. Mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Mình đang đi ở trong mây đấy nhỉ. Xin chào quý vị và các bạn, Hiền Discovery đang có mặt tại điểm đầu tiên của huyện Ba Bể. Kính chào quý khách, Welcome to Ba Bể Beach. Hôm nay Hiền có cơ hội được săn mây ở Bắc Cạn, Ba Bể, huyện Ba Bể. Kia là một thung lũng rất nhiều mây, mây mù. Và đây thưa quý vị và các bạn là một thung lũng với ngập tràn là mây, rất là đẹp, mây rất là bồng bềnh. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp đệ nhất đẹp mà tôi cũng như một số người cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Thế thực sự là săn mây ở đây hôm nay thật tuyệt vời, rất là bồng bềnh, rất là tiên cảnh, cực kỳ là tiên cảnh.
Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đấy, đẹp không các bạn? Thật là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Video của Hiền Discovery đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.